Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia Bungo 3. Với cái đời lốc Kia Bungo 3 này thì nó sẽ có hai mã sản phẩm tương ứng với hai loại BK. Một bản của nó là thân tròn, mặt bích liền, nó là 4BK. Và cái bản ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em đấy là bản thân vuông, tức là thân lốc của Hyundai HS17 đấy ạ, và HS18 bản 5BK. Với cái dòng điện của Kia Bungo này thì nó là 12V. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Mã sản phẩm OEM là 97701E600. Đây, Margin Korean. Đây là những cái mũi tên thì em cũng giải thích trong rất là nhiều video rồi. Nó biểu tượng là chúng ta để là theo đúng chiều. Đây, sản phẩm của công ty Halon này, Hàn Quốc này. Đó. Mỗi một chiếc lốc sẽ được để trong một chiếc hộp như thế này. Đây, đây là quy cách đóng gói của nó. Đây là phía mặt bích, cái mặt bích da của dòng Bungo này nó hơi đặc biệt hơn với cả của Hyundai là nó bắt liền như thế này, nhưng đầu da thì lại da bên này nhá anh em nhá. Đây, đây là ba chân, bốn chân này, bốn chân bắt của nó này. Đây là đầu buli này, buli mặt hít này. Đấy. Đây, dây của nó là 5BK, 1, 2, 3, 4, tức là 4BK. 4 rãnh nổi thì sẽ là 5BK. Đó. Đây. Đây, đây lốc hoàn toàn mới, hàng của Hàn Quốc nha anh em nhé. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ cái sản phẩm đó chính là lốc điều hòa Kia Bungo 3 hàng Hàn Quốc. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.